Xin kính chào và cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với anh Dũng Vision. Đây là bản tin buổi sáng của ngày 25 tháng 8 năm 2024, tức là sáng Chủ nhật giờ Việt Nam. Chúc tất cả quý vị sức khỏe và vui vẻ trong ngày Chủ nhật. Chúng ta vào thẳng với Ukraine. Như vậy là đêm 24 tháng 8 là ngày độc lập của Ukraine, nặng nề đã trôi qua ở Kiev, với các cái hệ thống phòng không luôn luôn sẵn sàng chiến đấu và còi báo động khắp nơi đã chuẩn bị hoạt động. Tuy nhiên đã không có trận không kích cũng như là tấn công bằng tên lửa của Nga tại khu vực này. Lý do tại sao? Chúng ta biết là trước đó thì các sứ quán của Mỹ, Đức hay Trung Quốc v.v. cũng đã khuyến cáo công dân rời ngay lập tức bằng mọi phương tiện sẵn có, tốt nhất là bằng đường bộ khỏi Kiev. Tuy nhiên lại không có xảy ra, thì như vậy là có lẽ là Nga hù dọa hay sao? Hay là tại sao? Hay là nhiều khi mà Nga nói thì người ta chuẩn bị đấy, như chúng ta nói hôm qua là đánh mà báo trước thế là nó chạy trốn hết à? Thì đúng là chạy trốn. Thế thì có khi là nói đánh mà lại không đánh, xong không đánh lại bắt đầu đánh thì cũng nó sẽ là bất ngờ. Đấy, hoặc là có thể là Nga muốn xem cái hệ thống báo động ở đây nó như thế nào. Đấy, rồi nếu mà có gián điệp của Nga tại đây thì xem cái bọn lãnh đạo nó đang trốn những ở đâu nếu mà khi có những cái thông báo không kích như vậy. Đấy, tức là nếu mà nói đánh mà không đánh thì nó cũng có những cái lợi của nó. Đấy, bây giờ nói trả đũa thì coi như là không phải thích trả đũa lúc nào mình trả thôi, chứ cũng đâu có phải là nhất thiết là cứ nó bòm một cái là bòm một cái thì cái kiểu như là ăn miếng trả miếng thì được. Đấy, có thể là để xem chúng nó ở đâu, hệ thống báo động thế nào, các cái hệ thống phòng không ra sao, phòng thủ thế nào. Đấy, đấy là một cái cách tư duy. Cách tư duy thứ hai là cũng có thể là thủ tướng Ấn Độ là đang đi thăm ở Kiev, mà Ấn Độ thì là bạn của Nga, mà ông Modi thì bạn của Putin. Ông qua đây thì tất nhiên là ông cũng đã gọi là nghiêng ngả ngả cho nó vui, cho nó hài lòng các bên. Nhưng mà rõ ràng là ông ở đây thì Nga cũng không thể đánh được, không thể tập kích không kích được. Đấy, cho nên cũng có thể là do nguyên nhân này. Nguyên nhân tiếp theo là có thể là do cái ông Duda, tức là ông này là tổng thống của Ba Lan. Đấy, ông này cũng hai đời thủ tướng, một đời là của Morawiecki thủ tướng trước đây, hai là coi như là bây giờ là thủ tướng Tusk cũng đang ở đây. Thế thì mà cái thằng này đang ở đây thì chả vấn đề gì, chủ yếu Modi thôi, và có thể có những cái nguyên nhân khác. Hiện nay chúng ta biết là cái khu vực này nó báo động coi như ngày hôm qua căng như dây đàn, cuối cùng là các cuộc không kích đã không có các bạn nha. Đấy, thì các nguyên nhân chúng ta đã phân tích. Hiện nay thì tại Doha, thủ đô của Qatar, bây giờ đang nổi lên là một trong những quốc gia có thể làm được những cái chuyện trung gian hòa giải ở cái chỗ Hamas rồi và Israel, hoặc là Israel và Iraq vân vân, thì có vẻ là nó một cái có cái vai trò. Chúng ta biết là Qatar đây thì nó giàu. Chúng ta cũng đã từng nói về, tôi cũng có một cái video nói về những người ở Qatar đẻ ra rồi trở thành triệu phú, tức là nhà nước nuôi từ 1 đến 18 tuổi, ăn học ở các loại bệnh hoạn, chết chóc vân vân. Nói chung là cứ từ 1 đến 18 tuổi, nếu mà không chết thì coi như nhà nước nuôi. Cho nên là có thể là nuôi với chế độ rất cao, thì có như là thành tính ra là thành bạc triệu đô la Mỹ. Thế cái thủ đô Doha này thì chúng ta biết là trước đây thì ông vừa rồi đấy, thủ lĩnh của Hamas ấy, là ông Ismail Haniyeh chết. Ông cũng từ đây ông qua Iran, ông có việc đấy, sau đó là ông nhậm chức, sau đó ông bị chết ở bên đó, rồi họ cũng đưa về Doha đây người ta chôn. Tóm lại Qatar hiện nay là một thế lực có thể nói rằng là rất giàu về kinh tế, và bây giờ họ cũng đang thông thường có kinh tế thì là đó là nói người ta mới nghe, mạnh thì gạo bảo cái tiền. Cho nên bây giờ anh cũng đang muốn làm chính trị, cũng giống như Ấn Độ vậy, làm kinh tế xong bây giờ ok thì bắt đầu sẽ nói đến chuyện chính trị, chứ cần anh không có ăn thì anh chả nói ai nghe được, chỉ nói gọi là nói mồm.
Thì Qatar này đang đàm phán ở đây thì vì theo một cái ý tưởng từ cái hội nghị ở Thụy Sĩ thì người ta nói là nếu mà không ngừng bắn được với nhau á, giữa Nga và Ukraine thì ngừng bắn tạm thời hoặc là ngừng bắn một phần. Mà cái biểu hiện một phần đó là gì? Tức là hai bên không đánh vào cơ sở hạ tầng của nhau. Như vậy có nghĩa là Nga hiện nay cái hạ tầng của Nga bị đánh hơi nặng. Cho nên nếu mà ký ký vậy thôi, chứ còn bây giờ mà ngừng bắn cả hai bên thì chả bên nào chịu hết. Nhưng mà nếu mà ngừng bắn vào hai cơ sở hạ tầng thì Nga khôn hơn, bởi vì nó nát bấy rồi. Nga thì cũng nát nhưng mà nát một phần gần gần đây thôi, chứ nó rộng lớn và nó tiềm lực nó mạnh. Thì coi như là thí dụ như là ta có 10 mày có 2 thì ta đánh hết mày hết 1,5, mày còn có 0,5 thì ta có 10 mày đánh ta 1,5, ta còn đến 8,5 đấy thì có lợi hơn. Nhưng dù sao ngừng bắn một phần hay là ngừng bắn tạm thời thì nó cũng là trên con đường để mà ngừng bắn hoàn toàn vĩnh viễn, hay nói cái khác là bắt đầu ngồi đàm phán. Nhưng mà cái vụ mà Kursk thì chúng ta biết là nó làm gián đoạn cái này, hay nói cái khác là nó sẽ toạc luôn cái những cái gọi là ý ý đồ ý kiến manh nha, ý tưởng manh nha là đàm phán thì còn là sẽ toạc rồi. Mà cũng may cho nó xé luôn đi, chứ còn bây giờ nếu mà cứ ngồi lại đàm phán này thì không kéo Nga lại bị lừa như mấy quả Minsk 1, Minsk 2, thậm chí là Istanbul nữa. Đấy. Cái hồi đó là coi như là nó ký xong cái là bắt đầu nó ngồi, là bắt đầu tại vì nó bị đánh bất ngờ. Tháng 2 năm 22 bị đánh quá bất ngờ, cho nên nó ký xong cái là bây giờ là bắt đầu là chỉ cần, chúng ta biết là bây giờ chỉ một tháng hoặc là một tuần sau là vũ khí nó ra mầm rồi. Thì hồi đấy là Nga cũng cũng đâu có nghĩ là ký là một vài hai tháng gì đấy là bắt đầu là nó đổ vào vào đây như thế thôi, biết bao nhiêu vũ khí, thế là cuối cùng cái gì nhằng mãi cho đến bây giờ. Bây giờ quay trở lại thì thấy là bị lừa, hoặc không không phải lừa hoàn toàn thì cũng nói chung là cứ nghĩ là nó là như thế thì nó không phải như thế. Thì bây giờ cái vụ Qatar Doha này cũng nghĩ là như thế, nhưng mà cuối cùng là đang chuẩn bị manh nha để chuẩn bị họp họp để nọ kia cái thì nó đùng cái, thế là cũng là một cái dạng bị lừa, mà bị lừa ít nôm na như vậy. Thì đấy là có những cái là chúng ta cũng nói vậy thôi, chứ nói bị lừa thì nói mà ông to bị thằng nhỏ lừa thì nó thực tế cũng có, chứ không phải là bảo là cái thằng to thì không bao giờ bị lừa thì chưa chắc. Đấy, nhưng mà dù sao đi chăng nữa thì bên Ukraine nó đã làm cái trò, tức là nó đột kích biên giới, là cuối cùng là những cái ý tưởng đấy là bỏ. Và cái vấn đề không kích là có hay không đấy, và ở mức độ nào và lúc nào thì tôi khẳng định sẽ là có đấy, mức độ cũng đáng kể và lúc nào thì chưa biết. Hôm rồi Zelensky đi vùng Sumy. Đấy, chúng ta biết là vùng Sumy thì sau đó hắn mới xém chết vì cái lửa rơi trúng bong ke đó. Mà không biết là nó đã đổi bong ke khác hoặc là dưới đấy nó có nhiều cái ngách nhất các thứ nọ kia thì nó đi. Nhưng mà tôi nói rồi, nếu mà Nga sau này có đánh thì đánh kiểu đấy cứ lại 3.000, họ sẽ thích để chơi 9.000 luôn, cả một vùng rộng lớn khoát sâu luôn, áp lực cũng chết thôi chứ còn không cần, chưa nói nó xuyên xuyên thủng xuyên sâu nữa. Thì coi như là hôm hôm đó sau đó là nó ra nó share phi các bạn nhé, tức là chụp hình tự sướng và quay video tự sướng, trong đó rất là bố láo là nó đứng nó quay, tức là phía sau là thảo nguyên của Nga, tức là nó tức là rất là láo, coi như giống như là đang đứng trên đất Nga đấy, nhưng thực tế nó đang đứng trên một quả đồi Sumy này, chắc là nó đang muốn nhìn cái vùng thảo nguyên của Luskogo thảo nguyên, bởi vì chúng ta thấy là con sông nó ở đây nó chảy nhì nhằng ngang ngang dọc dọc này thì rõ ràng xung quanh đó phải là đồng bằng rồi, nó là thảo nguyên mênh mông rồi. Thì hắn hắn có làm cái trò đấy, thế là nếu mà nó chụp ở bên 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 Ukraine thì nói là nó chụp ở đâu ở đấy là coi như bị xâm chiếm, chứ bây giờ nó lại chụp Nga kìa. Đấy, cái này là sẽ có thể nói là sắc sược này. Và ngày hôm 24 tháng 8 là cũng ngày trao đổi tù nhân của nhau, mỗi bên 115 em. Cho nên Nga cũng tôn trọng cái một trong những nguyên nhân mà không không kích là để cho cái việc mà trao đổi đấy nó tốt. Và Nga chủ yếu là lấy các cái lính nghĩa vụ về, chứ thì là mẹ cha mẹ ở nhà là coi như kêu oai oái lên cũng mệt, lấy được 115 em về và trả 115 cái thằng bệnh hoạn với mấy thằng gần chết què quặt đuôi mù này trả lại. Thì cho dù gì chăng nữa thì đối bên nào cũng thấy thế là thắng lợi. Trên ngày 24 tháng 8, ngày độc lập của Ukraine, nó đã trôi qua và không có không kích nào. Bây giờ chúng ta vào mặt trận.
Thì chúng ta thấy là hôm qua thì trên cái khu vực Kursk này thì nó có một cái súng đỏ và một cái súng xanh ở trên này. Thì bây giờ chúng ta thấy còn một cái súng đỏ thôi. À, có vẻ như là tình hình nó từ cái hôm tôi nói sáng trang cách đây 2 hôm, hôm nay là hôm thứ ba là bắt đầu nó có vẻ khác rồi đấy. Và khu vực Donetsk, khu vực Donetsk tức là cái tỉnh Donetsk, thì chúng ta thấy là từ cái Siversk này cho xuống tận Vuleida đều là Donetsk cả, thì toàn là súng đỏ. Súng xanh đâu thì cũng có súng xanh nhưng mà nó dạng phản công vớ vẩn thôi. Thì bây giờ chúng ta đi vào cái khu vực này. Trước hết khu vực phía Nam Donetsk thì chúng ta thấy là Nga tiến càng ngày càng sát dần. Trước đây là thế này là cũng hoành tráng lắm rồi, bữa nay là lên tới đây nữa, là chúng ta thấy nó tiệm cận vào cái chỗ pháo đài này. Cái chỗ này là chóng chày gì thôi chứ còn không thể thoát được. Chỗ Konstantinovka này thì chúng ta thấy là Nga cũng đang tiếp tục tấn, mà tấn cả phía trên này, trên này. Cái chỗ này thực tế nó thành vùng xám là các bạn, vùng xám chỗ này cũng đang giao tranh. Tôi thấy là cái chỗ này là Nga đã chiếm được nhưng mà bây giờ nó thành xám, tức là hai bên đang giao tranh ở khu vực này. Nhưng mà xu thế thì Nga lại lấy lại giống như đã từng lấy thôi, và đang tấn công trên phía này, tấn công xuống. Nga đang tấn công vào cái phía này, cái khu vực này chúng ta, khu vực này là rất là nhiều mìn. Nó chỉ có một số cái đường này, coi như là có rặng cây thì còn đâu là đồng ruộng đấy. Việt Nam mình thì có ruộng, sau đó nó có cái bờ ruộng, nhưng mà ở đây nó là không phải bờ ruộng mà nó là cái đường có rất nhiều hàng cây để người ta chở các cái xe xe tải lớn ấy, chở nó nông sản các thứ đấy, chứ không phải như xa mà mấy cái xe như là xe ba gác, xe bò là nó khác. Ở đây là nó các cái đường lớn hơn thì nó cài mìn. Thì Nga đang đánh chỗ này, cái chỗ khu vực mìn, nhưng mà tôi thấy là các cái lực lượng Ukraine bắt đầu đang chạy rất là nhiều. Nếu mà nó chạy nhiều như thế này á thì có nghĩa là gì? Thứ nhất là về chỗ Konstantinovka để nó thủ ở đây, hai là nó chạy trốn, là do là Nga đang tấn công rất mạnh khu vực này. Trên đấy là ba mét đa chúng ta thấy rồi, thì cái xu thế của khu vực này thì là chắc chắn là nó sẽ, đây là khu vực ba mét đa đây, thì chúng ta thấy là đã sâu vào trong này rồi. Đây là Nga đang tấn công cái khu vực này, đang chạy ra hết rồi các bạn nha. Thì nếu mà Nga mà lấy được chỗ này thì quá ngon. Nó chỗ này sau này nó sẽ tương tác lên phía trên này đây, Russia, cái chỗ này nó có một cái Marinka, thì cái chỗ này chúng ta vẽ sau. Cái này tôi vẽ nhiều lần nhưng mà tôi hay vẽ trước, mà vẽ tôi mà vẽ tới đâu thì chỉ có giải phóng tới đấy, thì tôi xin lỗi các bạn, tôi nói là không nói phép đâu, tôi vẽ đâu là giải phóng tới đó thôi. Thì cái chỗ này tôi thích vẽ thế này này các bạn này. Cái này hôm trước tôi vẽ rồi. Vậy là Nga trước hết mà là Nga lấy chỗ này, khu vực Bebrick và Karaluka. Karaluka chỗ này tay lưu vẹt có cái hồ đó, sau đó tiếp cái ô này. Cái ô này thì chúng ta biết là phía bắc của Krasnogorovka mà nó đang chạy theo cái đường này này, đấy nó đang chạy đường này, thì coi như Nga sẽ lấy tiếp cái này. Cái này cái trò là một, cái này là hai, và tiếp tục ở phía dưới này nó là cái thứ ba đấy. Và cái chỗ mà lúc nãy chúng ta mới nói là cái thứ tư đấy, thì nó như thế này, ô một này đấy, đang đánh này, ô hai này, Krasnogorovka mới nói đây, ô thứ ba, tức là từ dưới Krasnogorovka tới chỗ Marinka. Đấy, Marinka, cái chỗ mà Kurakove này. Đấy, Kurakove hồ này lớn này. Còn cái hồ Karlovka thì cái chỗ mà Netalova thì hồ nhỏ thôi. Cái chỗ mà nó có cái đập ấy là hồ nhỏ thôi. Còn đây cái này là có nhà máy thủy điện đàng hoàng. À, thì sau này nó sẽ Nga sẽ đập cho nó trôi hết các cái này, là tôi nói rất nhiều lần, trôi hết cái nhà thông hào đây là ngập nước hết. Thì cái chỗ này thì là chúng ta biết là nó là sẽ là cái đường đường mà sáu cái làng đấy, chỗ mà Konstantinovka, Novomikhailovka đây. Còn cái chỗ này chúng ta mới nói thì cái ô này là tiếp theo, là cái ô này, cái ô lớn này. Trước mắt là cái ô này, sau đó nó là cái ô to này luôn này. Đấy, thì coi như đây là số 1 này, đây số 2 này, số 3 này, số 4 này, số 5. Sau đó khi mà được các chỗ này nó bao trùm lên đây thì có anh Vakhrov này, này sẽ đi lên số 6. Tất nhiên có thể là không theo thứ tự này, nhưng mà đây là các cái ô, tức là cái lãnh địa. Đấy, có thể là Nga sẽ đánh như vậy. Thế bây giờ chúng ta đi vào cái chỗ khu vực này, nắm súng này. Nắm súng ở đây thì chúng ta thấy là Kalinova thì hôm qua chúng ta nói rồi, đang đánh xuống từ chỗ Chichè đấy, Chichè đánh xuống. Còn cái khu vực dưới này sẽ đánh xuống, có thể đánh Mavrik hoặc có thể không đánh Mavrik, nhưng mà phải xuống cái đường này để mà tiếp cận ra cái đường gọi là Selirova đây.
thì hiện nay là Nga đang đánh xuống chỗ này rất tích cực, đồng thời cũng để làm cái ô đấy đấy, cái ô mà chúng ta nói đấy. Còn đây cái chỗ Netanyahu lên đây là có cái đập, cái khu vực này đây thì chúng ta nói là từ bên này sang bên này nữa, hai cái hồ lớn này là có cái đập. Thì cái chỗ này thì chúng ta biết là Novogorodka, tôi gọi không xin lỗi là Novogorodka, thì hôm qua là tôi nói là 40 30% gì đấy, 40 50 gì đấy, thì hôm qua nó vẽ rất là vung vức, thì hôm nay thì bắt đầu chúng ta thấy nó là loạn hết cả rồi, chọc nếu mà chọc ngang qua tới đây nữa thì coi như là đứt luôn đấy, đứt luôn. Thì hiện nay là cái tôi thấy là bên Ukraine nó có rất nhiều cái gọi là cái đầu lâu màu xanh ở đây, chết ở đây. Tiếp theo nữa là cái khu vực này thì chúng ta thấy là Nga thì giải phóng hai cái làng này rồi, Krasnija và Krastoja. Đấy, thì toàn bộ khu vực này nó sẽ đã ra tới phía ngoài này rồi các bạn nhé. Chỗ này thì Nga đang tấn công theo cái hướng tức là Moscow Square và Porominska. Trước hết là nó phải là Mykolaiv, thì hiện nay Mykolaiv cũng đã một số rồi, cái khu vực này thì giải phóng hết rồi này. Khu vực này thì cứ cho là đỏ đi, có thể chưa hoàn toàn cái Mykolaiv này, chưa chưa hoàn toàn, nhưng mà nó là cái dạng như là đang trong cái tiến trình đến. Nga thì đang muốn là coi như lên tới phía trên này cả chứ không phải chỗ này đâu. Thì các cái lực lượng Ukraine chúng ta lúc nãy nói thì chúng nó đang chạy, đang rút, và cũng có thể là cũng đang rút về hướng này, thì Nga sẽ đánh đánh hai cái vị trí này. Nếu mà đánh xong cái Moskovsk này thì có thể nói là mở toang cái cánh cửa phía đông nam của Moskovsk. Chúng ta lúc nãy ở phía dưới này thì nó gọi là Novodorovka đấy các bạn. Đấy. Cái chỗ mà nói 40-50% đấy thì là cái đầu lâu đấy. Thì còn cái không có Novo thì nó gọi là Gorovka, gọi là Novogorovka. Thì cái Gorovka này đánh chậm hơn, nhưng bữa nay thì Nga cũng chả đánh theo cái kiểu như là lấn lấn kiểu này nữa. Tức là đánh cứ đánh đánh thẳng cái đường chính này bây giờ có vẻ hơi chậm, và nó là nó cứ lo nó phục kích ở cái chỗ này. Đấy. Nó tức là nó đón đầu, tức là hay nói cái khác là Nga đang đánh trực diện khu vực này nó hơi khó khăn một chút, thì bây giờ Nga không đánh đường này nữa, bây giờ phải đánh cái khác, tức là đánh móc thẳng vào cái khu vực về thành trì của nó đây này, đằng phía sau này, phía trên này cũng thế, là đánh thẳng ra này. Đấy. Tức là sẽ tự nhiên thằng này chết, tự nhiên bị cô lập, tức là dạng cô lập cái khu Gorovka này. Tức là cái Novogorovka thì đánh sau nhưng mà lại đến trước, đấy. Còn anh này thì đi trước nhưng mà lại về sau. Đấy. Thì cái Gorovka này thì còn có muốn hay không ấy, thì kiểu gì thì cũng bị thôi, bởi vì là Nga còn đang đánh đánh tới tới ngoài này mà, thì sau đó là Nga móc lại thì chạy đằng trời à. Đó. Đấy, trên này đánh xuống thì có mà chạy đằng trời. Cho nên hiện nay thì cứ cái cách đánh của Nga tôi đã hiểu hiểu rồi các bạn. Đấy, có cái kiểu mồi chài nhau hay lắm, cũng cố đánh đánh bằng được, chúng tôi là đánh rồi nó đẩy lùi Nga xong Nga lùi, nhưng mà đấy nó đúng ở cái chỗ bên đất này thôi, chứ nếu ở Kursk mà đánh như thế là coi như cứ lõm dần vào thì không có được. Ở đây thì được này, ở đây ông Zhukovka giải phóng rồi, ông rút, nó đánh mạnh vào, ông rút vào, xong tới là ông ra quay hai đầu bụp một cái là nó chết, hoặc là nó rút là khi nào nó đông một cái là nã bom là nó đi. Chứ còn ở đất nước mình là ông cứ rút 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 rồi rút rút về tới Kursk rồi, Kursk đấy, cho nên là không được ở khu vực này. Ok. Đấy. Thì còn cái khu vực New York này thì nó cũng có tí chuyện nữa. Thì hôm trước là chúng ta là nó có một cái ổ trong này. Đấy, chúng ta nhớ chưa? Có một cái ổ trong này là một nằm đây mãi mãi đấy. Hai là coi như là cho hai tay ra vào cái ra sau gáy xong cúi xuống là bảo chúng tôi xin hàng. Và ba là chờ chờ coi nó tiếp viện. Đấy. Thì hôm nay nó tiếp viện thật. Đấy, hôm nay là nó vào nó đi theo bốn hướng. Đấy các bạn nha. Bốn hướng thì tôi cho chung một cái mũi tên này cho nó đấy. Nó bốn hướng nó vào đây. Đấy, thì cho nên là nó tốc độ hiện nay đang rất dữ dội tại trung tâm New York, tiến rất nhanh vào đây, thì không biết là Nga, nhưng mà tôi nghĩ là nó sẽ không cứu được đâu, tại ra đây dày đặc quân Nga ở xung quanh đây rồi lại còn thoát được thì quá tải. Đấy, cho nên là chỗ này đang giao tranh các bạn nhé. Còn khu vực Torres đây thì chúng ta thấy là cái hướng này, hướng Tiflis thì đến càng ngày càng gần rồi. Đấy, đây là trung tâm Torres đây rồi, càng ngày càng gần, thì hy vọng là còn riêng cái chỗ này thì Nga đang tính, hôm trước tôi nói là lên chỗ Katarimovka trên này, và cái chỗ này thì cũng có thể nối với nhau, cũng chả việc gì mà cứ phải lo được cái trên đó, chỗ này cũng có thể nối vào đây. À, anh dạng này
thì có thể nối vào với nhau được, chứ không có việc gì là anh này cứ đánh thẳng vào Torres, còn ông này cứ lo cái chuyện Katarinovka, có thể đánh vào đây, ông này đánh vào đây thì đều tốt cả, đều lợi cả. Nhưng mà cái chỗ phí dưới New York là phải lo một chút. Thì chúng ta xem điểm lại một chút cái chỗ khu vực này bằng cái bản đồ này, thì chúng ta thấy này, đây là Nga đang đánh theo cái hướng này này. Đây là bốn cái gọi là cái tôi vẽ giải phóng rồi đấy, nó gọi là Russia với Krutoja đấy, đây là đều là giải phóng hết rồi. Thế bây giờ đang đánh tới cái chỗ mà Mikhailovka để đánh thẳng lên cái chỗ Maskovskaya và Promin này, đó chính là nó đó. Đấy, và cái khu vực này chúng ta thấy, còn riêng cái khu vực Gorovka thì Nga đang đánh thì hai hướng chứ không đánh thẳng cái đường này nữa. Thì chúng ta thấy đầu lâu cũng rất là nhiều, thì trên cái con đường này thì nó đang rút chạy về đây. Thì nếu mà nó rút chạy về đây thì chúng ta biết là Nga nếu mà lấy được cái Maskovskaya này thì coi như nó cũng quay trở lại đây đánh này, đấy, phải chặn đầu đấy các bạn. Đấy, đánh hay lắm chứ phải không? Còn đây cái khu vực này là cái chỗ 40-50% này thì thấy hôm nãy tôi nói là các cái đầu lâu này thì Nga đang muốn cắt đứt cái đường này, cắm cờ đỏ đây rồi, cờ của Nga đây rồi, lính Nga đây và lính Ukraine đây, nó đang rút chạy dần ra hướng này. Thì đó là như vậy. Thì còn riêng cái chỗ cái có một chúng ta sẽ nói về Zhukov tối nay. Tôi nói Zhukov thì là cái ông này đã 4 lần anh hùng Liên Xô, ông đã từng như là một lính kỵ binh từ cái hồi mà đánh Bạch Vệ đấy. Ông này năm 74, thọ 78 tuổi. Thì ông này rất là giỏi, 4 lần anh hùng Liên Xô. Mà chúng ta nhìn cái mặt ông này có vẻ là nó dáng dấp, cũng phải tình cờ mà tôi nói thôi các bạn nhé, tới đâu tôi nói tới đó thôi. Thì trong Suprovikin có cái gương mặt của cái ông này. Chúng ta thấy nếu mà tối nay các bạn sẽ nghe cái riêng cái huy chương của ông, huy chương kể cả của nước ngoài cho ông thì đào hết cả lưng cũng không hết. Rất là dễ sợ. Đây lúc này là ông mới có 3 cái anh hùng Liên Xô thôi chứ ông là 4 lần anh hùng Liên Xô. Có rất nhiều huân chương, huy chương, coi như kính được các kiểu. Thì anh này là một trong những cái anh mà coi như là tác giả của trận Kursk đó. Tức là cái trận mà đấu tăng lớn nhất của lịch sử. Và ông là có nhiều công ở trong trước cách mạng tháng 10, từ cái hồi mà Thế chiến 1 rồi thế đến cách mạng tháng 10 là đánh Bạch Vệ rồi nội chiến, rồi sau đó Thế chiến 2 anh có mặt tại Stalingrad, Moscow cũng như là Volgograd, là Stalingrad, Leningrad, Moscow, Stalingrad, rồi các mặt trận Kursk, rồi Smolensk, rồi thậm chí là cả các cái mặt trận ở Kishinev của Moldova, rồi Praha, Séc, Pipkak, rồi Berlin, anh này hết. Đang nói chuyện thì chúng ta đi qua và điểm lại anh này thì. Đấy thì để cái chỗ Kursk thì tôi cũng đang đánh nhau ở đấy, thì chúng ta nói để chúng ta thấy là cái rút lui của Nga thì hôm trước cũng có nói về cái chỗ Kursk rồi, thì nói cái rút lui của Nga là nó có ý của nó cả đánh theo đúng như kiểu ngày xưa đấy, nhưng mà hình như bọn đấy tỉnh đó nó không sâu vào nữa, nhưng mà hôm nay lại bắt đầu có vẻ muốn tiến đấy, nhưng mà có cái là chưa tiến được rồi. Cái khu vực này là cái chỗ Sivet này các bạn, đây Sivet này, thì cái chỗ này nếu bạn nào nhớ bản đồ thì đó chính là Vinka. Vinka là có cái xe lửa, có đường xe lửa mà hồi xưa mà có các cái anh 6 cái xe máy mà đánh. Thì bữa nay là cũng giải phóng được khá phết rồi đây. Đấy, cố lên, đấy, cố gắng lên gần một tí, lên tí nữa đây. Rồi khu vực này thì chỗ này thì cũng Nga cũng đã tiến lên, thấy là còn như bắt đầu là đấu pháo rồi. Tôi thấy có một lính Ukraine đang đứng đây, biểu tượng lính nó đang đứng đây để chờ. Các khu vực này thì nói chung tương đối im ắng, chỉ có lúc Buka này thì Nga đã ra được cái hồ này rồi, thì các bạn biết là rất là chắc chắn rồi. Cái này nó cũng đánh giao tranh thông thường, nó cũng không có gì đặc biệt. Còn chúng ta vào khu vực Kursk. Kursk thì hôm qua, hôm trước thì chúng ta biết là đánh tới Balaya, sau đó là Nga lấy chủ Giri, sau đó là Nga lấy được tiếp cái chỗ mà Kamishnoye. Thì tôi nói là hôm qua tôi nói là Nga lấy được Krupet rồi, và Spasnoye, và Nga sẽ lấy cái Boroki. Thì bây giờ Boroki Nga đã lấy được rồi, và bây giờ tiếp tục đánh tiếp vào cái khu vực Blekhovo.
Cái này của Unalak thì chúng ta biết là nó cũng của Nga rồi, mà trước đây thì khi mà Ukraine lấy được cái khu vực này là đòi đánh lên cái sông này này đấy, nó có đòi qua sông đánh Unalak đấy, nhưng mà bây giờ Nga lấy được cái này thì cả hai bên sông là đều của Nga hết. Hiện nay là Nga cũng có ý đồ vào vào tít trong này cơ đấy. Đấy, cho nên nếu đánh được thì cứ đánh thôi, thì hiện nay là Nga đang tấn theo cái hướng Vevo, cái đi, đi ngang qua Lechovo này các bạn, và đánh theo hướng này. Đấy, thì trong đó thì chúng ta thấy là xuất ra nằm đây rồi. Tức là trước đây mà nó sâu vào tới đây, mà bây giờ mà Nga dần dần bóp lại là các bạn thấy rõ, nếu các bạn nào theo dõi nhiều thì các bạn thấy rõ lắm rồi. Trước đây là nó thò ra tới đây cả. Đấy, thò ra từ Malaya này. Đấy. Đấy, thì bây giờ chúng ta thấy là nó chỉ còn cái phần này thôi này. Đấy, phần này là coi như đang là vùng xám này, có cái khẩu súng này là đang vùng xám. Nhưng mà Nga lại đang có nhu cầu vào đây cả, chứ không phải tới vùng xám. Nga tiến từ ngoài này mà tiến vào thì các bạn biết rồi. Đấy, thì cũng phải tới đây là thôi. Các bạn nhớ các địa danh Blachowo và Guevo. Chứ hôm qua tôi nói Boki hoặc là cái gì gì đấy thì các bạn thấy là bây giờ nó lại là đỏ dần nó cái đập sâu về phía sau, thì chúng ta mới thấy cái bước tiến. Còn phía trên này, phía trên này thì cái chỗ này thì Nga cũng đang tấn công vào chỗ Ruskoye Krasnoye này, và xuống Cherkasy, và có vẻ như đang pháo kích vào các cái khu vực Ruskoye Krasnoye cũng như là Kosice này. Đấy. Và Pravda, các bạn nhớ nhé, nhớ các địa danh. Còn Martinovka này thì hôm trước mà tôi nói là cứ bàn giao qua bàn giao lại đấy, thì nó nằm hai bên đường này, nó nằm sát đường này này đó. Thì bây giờ nó đang rất là chắc chắn vào chỗ Martinovka, nó là cái tức là nó cái mặt tiền của xuất ra đấy. Thì tôi nghĩ là có lẽ là Nga đánh hoài cái kiểu này, nó thấy nó cũng 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 đây là một đại bản doanh đây, đánh vào cái kiểu này thì nó cũng đánh hoài, có vẻ cũng tổn thất. Đấy, tự nhiên đánh trực diện làm cái gì, trong khi nó là nó đứng đây rất là đông, đứng đây rất đông. Đấy, để nó có những cái mặt tiền mà đây 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 có đường rất lớn đi xuống xuống xuất ra đây, đây là đánh xong xuất ra có nghĩa là hết. Thì hôm qua chúng ta vẽ là coi như có một cái đường là nếu mà chặn ngang này thì nó là cái miếng miếng dọc này châu Phi đấy, tôi nói là cái châu Phi nó có cái hình giống châu Phi này, đây là cái hình châu Phi như thế này. Thì bây giờ một đấy là Nga sẽ đánh theo cắt dọc này, hai là cách ngang này, dọc hay ngang thì anh xuất ra nằm đây, xuất ra nằm đây, thì Nga đánh đây cái hướng này là nó là hướng này, tưởng tượng là đang đánh hướng này, như vậy là có vẻ như Nga muốn cắt cái phía bên này, nhưng nếu mà đánh trên này nữa thì cũng có thể là Nga cắt cái phía bên này, các bạn nhé, đấy, có thể là đánh cái hướng bắc của cái gọi là cái châu Phi này. Tức là cái hình hài nó chiếm đóng ấy, giống châu Phi này, một là đánh hướng bắc Bắc Phi, hai là đánh đông Phi, thì chúng ta đây đang nói về hướng đông và bây giờ chúng ta đang nói về hướng đông bắc đấy, các bạn nhá. Nhớ nhớ các cái địa danh dưới Prekhovo, Guevo, ở trên này chúng ta biết là coi như là cái chỗ Košice, các bạn nhớ như vậy là được rồi. Rồi bây giờ chúng ta lên phía bắc này, thì cái chỗ phía bắc này thì hôm trước là nó cứ nhì nhằng nó giống như là cái bẫy của nhau, thì bây giờ là coi như Nga thò vào đây, thế là hóa ra là Nga bị bẫy à, nhưng mà nó cũng thò hai cái lên này các bạn này. Thì hôm nay thì cái bẫy của Ukraine là bị trước đấy, thì Nga là coi như đánh không biết đi cái đường nào, đánh thẳng vào Ôn-Gốc-Ca này đấy, đánh thẳng vào Ôn-Gốc-Ca thì như thế là không phải đánh từ Kamianuya đâu, mà đánh thẳng từ trên này đánh xuống này. Đấy. Thì cái nếu mà đánh được cái chỗ này thì là Nga sẽ quay được cái chỗ này. Đấy. Nếu mà Nga giải phóng được cái này, sẽ Nga sẽ quay được cái chỗ này, thì chúng ta thấy là nó cái Zhuvali này nó sẽ nằm trong cái tọa độ của Nga. Các bạn nha, các bạn cứ để ý này xem tôi nói có đúng không? Còn Lukina này, cái chỗ mà cái nhà tù nhân nữ đây, thì chúng ta biết là Nga đang tranh chấp cái khu vực này, mà hôm qua tôi nói là không có bị lực lượng nào của Nga đã vào tới Lebedevka, thì chắc có lẽ là trinh sát thôi, tôi nghĩ là các cái lực lượng mà luồn sâu trước đấy, tức là đặc công trinh sát thì đây thôi, chứ còn lực lượng chính thì chưa vào. Thì chúng ta thấy là nếu mà cái bán đảo như thế này thì coi như là Nga đang đánh như hướng này và hướng này.
Đấy, thì không biết là Nga sẽ lấy cái phía Bắc này hay là phía này, thì ta thấy cái chỗ lõm lõm này là nó là cái chỗ này này. Chỗ này. Vậy thôi, còn cái chỗ Kurenovo này thì bản đồ này nó cập nhật chậm, thì chậm thì chúng ta, nhưng mà chúng ta cứ biết rằng là Kurenovo bên bên phía đông và bên phía tây, hoặc là phía phía bắc và phía nam, tây bắc đông nam cũng được, chính xác hơn, là của con sông thì là đều là của Nga hết rồi. Hôm nay bắt đầu là sau mấy ngày vắng bóng ở Gluskovo, không bỏ bom, không đánh nữa, cũng không thấy quân nào tiến qua nữa, kể cả nơi khu vực nó đang đóng ở đây, thì chúng tôi thấy là coi như là ngày nay bắt đầu là tiến, ngày nay bắt đầu tiến từ cái chỗ mà Senagos, Senagos giờ đang tiến tới, nhưng mà hình như tôi thấy là mới có tiến được có một tí thôi thì là đã bị Nga chặn lại khu vực này, chặn lại hoàn toàn ở khu vực này, cho nên là không tiến được. Bây giờ nó làm để mà nó tiến mà cuối cùng không tiến được nó cũng khó, cho nên là tôi nghĩ là nó là đã phải dừng ở khu vực này, nhưng nó vẫn đang ném bom pháo kích, và thậm chí à, xin lỗi cái màu nhá, xin lỗi cái màu, nó vẫn đang đang tấn đây và đang ném bom và pháo kích xung quanh ở phía nam cũng như phía bắc của Gluskovo, đồng thời là coi như cái UAV trinh sát vừa pháo binh này, tức là xin lỗi là vừa là pháo kích này vừa là coi như là trinh sát, đồng thời là cảm tử nó lao xuống, thì nó có vẻ là cho có thôi, chứ còn tôi nghĩ là không có lực lượng đâu. Bây giờ nó đang lo chống, chứ vì mất hết cái cút bây giờ cho nên là nó phải lo chống, chứ còn bây giờ nó tấn gì nữa. Rồi một cái động thái nữa là cái khu vực này, khu vực trên này, xin này, Sumy đây, chỗ khu vực Tovo, khu vực Topka, đây là khu vực Topka này. Hôm trước chúng ta cũng có nói chỗ khu vực Topka này rồi, thì hôm nay này nó tiến, các bạn nha, tiến lên trên này để các bạn xem là thấy rõ này, chỗ trên này đâu rồi. Đây là cái thành phố hồi xưa tôi học đây này các bạn, Arion này. Arion Kursk đến Arion này, đi từ đây này lên đây là 200 cây, từ đây lên Tula 200 cây, từ Tula lên Moskva 200 cây nữa, tức là tôi cách đấy là 400 km đấy. Thế thì bây giờ nó đang tiến theo cái khu vực này, theo cái hướng này, thì không biết là nó đến Arion của tôi hay không. Đấy, đến Arion là tôi biết đường luôn đấy, chứ còn Kursk thì đến chơi để buôn bán với bạn thôi, chứ còn Arion đúng thành phố tôi luôn. Thế nó đang tiến tới đây thì là coi như là hôm nay nó đi tới cái khu vực Selino này rồi, từ cái chỗ đây Sukhodit này đấy nha các bạn nhé, đây đây cái từ cái khu này đó, là nó hai cái mũi tên, đây là khu vực tốt này, đấy, lên tới đây rồi đó. Đấy, hai cái tiến này nó tiến quân lên, thì Nga đã chặn tại ngay khu vực tốt này, cái đây thì trinh sát nó đã lên tới đây rồi, nhưng mà trinh sát lên mà nếu mà đại quân chúng nó không lên được thì có nghĩa là nó thì trinh sát nó cũng rút về thôi. Đấy, hoặc là nó báo cho pháo binh gọi alo này mà pháo kích đâu đó, nhưng mà cái chỗ này là Nga đã tiêu diệt 12 cái xe tăng. Đấy, trên chỗ khu vực tốt này rất lớn, ngoài ra thì Nga đã đánh vào cái chỗ chỗ này nữa này, đấy là coi như là một cái kho và cái trang trại đánh đánh bom các bạn nhé, bom bom chắc là cũng lại 500 ngàn thì thôi, chứ không có lại 3 ngàn, đánh khu vực này thì có thể nói là rất là tốt. Để cái chỗ này chúng ta nhìn sát vào, nó gọi là Sopik, Sopik đây là biên giới Nga đây. Đấy, chúng ta thấy là nó đánh đánh dễ sợ, đi đi lên tới trên này luôn là chúng ta thấy. Thế nếu mà tới chỗ Arion là coi như cũng không không còn xa lắm. Arion đấy. Kursk đấy thì Arion thì nó liền kề nhau rồi, đấy Sumy thì không biết là, nhưng mà riêng cái mà nó cái Zelensky nó chụp hình nó quay phim ấy thì là nó cái ở khu vực này các bạn này, khu vực này này, cái chỗ cái lõm này này, chỗ này nó an toàn hơn thì nó quay cái chỗ này vậy thôi. Cái nói chung là cũng không có vấn đề gì mới, chúng ta chỉ có xem cái chỗ là cái chỗ Kiev là nó chưa đánh thôi, còn cái khu vực Kursk thì tôi thấy là chỉ có súng đỏ là chúng ta thấy là khắp nơi rồi, đang bóp vào hết, chỉ riêng cái chỗ phía tây này thì nhưng qua chúng ta cũng thảo luận là, nếu tôi nói thật tôi cũng cho muốn cho nó vào luôn,
tại Nga mà chơi cái bài sơ tán là ý nói là đấy chúng mày đánh hay quá, chúng mày đánh giỏi quá, rồi chúng ta lo chạy lo biến trước, nhưng mà thực tế mà dân mà đi rồi thì ở đây là vườn không nhà trồng. Đấy, cái dân lo đi trước, ôi sợ quá, kinh quá, chiến tranh, thế là lo đi trước, xong rồi chúng mày vào đây thì chúng mày chiếm đi. Đấy. Nhưng mà hình như nó cũng biết đấy, nó không không tiến con tí cái chỗ Sanagot này, thì chỗ này thôi, cái chỗ mà cái chỗ này tiến từ hôm nọ đến giờ mà nó còn chưa đến nữa. Chỗ này này, cái làng này, Komarovka này, chúng ta thấy là đến đây nó chưa dám ra này. Và bây giờ mình lọt tới chỗ Luskovo này thì nó chính nó là coi như làm bẫy cho nó chứ không phải là ai khác. Thì hiện nay thì tôi thấy là nó chưa chiếm, chỉ chiếm, hay nói cái khác là lo giữ cái chỗ này, lo giữ cho bằng được, chứ còn bây giờ chiếm gì nữa. Tôi thấy là trước mà là tới đây rồi thì chúng ta thấy là có vậy thôi, cũng không có gì lớn lao lắm. Chúng ta tiếp tục là tôi nghĩ nếu mà không không kích vào tối thứ bảy thì có khi tối chủ nhật lại không kích cũng có. Đấy. Việt Nam chúng ta thì buổi tối trước, ban ngày trước, và bên đấy thì sau, bên đấy sau cũng mấy tiếng, 5 6 tiếng. Vậy thôi các bạn, xin cảm ơn. Còn tối nay thì chúng ta sẽ khuya đọc, chúng ta sẽ nói về ông Zhukov. Còn khuya hôm hôm vừa rồi, đêm 24 qua ngày 25 thì tôi có một cái bài nói về trường đại học Fulbright đấy, ở thành phố Hồ Chí Minh. Thì đây có vẻ như là một cái ổ, hay là một cái vườn ươm của hạt giống, không phải hạt giống đỏ cách mạng đâu, mà đây là vườn ươm, cái kiểu như là một số bạn nói là cái câu rất đúng, tôi không tìm ra được cái câu đấy, cái chữ đấy, nhưng mà cái có bạn bình luận nói là hạt giống cam đấy, tức là cách mạng màu đấy các bạn, rất đúng đấy. Thì các bạn nào chưa đọc thì có lẽ là tìm lại đọc cái gọi là cái trường đại học Fulbright của Mỹ. Đấy, trước đây là do ông chủ tịch thượng nghị sĩ của Mỹ, là ông này đã từng thảm sát tại Bến Tre, ông là hiệu trưởng chủ tịch đấy, trên cái hiệu trưởng luôn đấy. Đấy, thì chúng ta biết là nó dạy cái gì trong đó, thì dạy cả văn hóa Việt Nam, lịch sử Việt Nam, thì tôi nghĩ là để cho Mỹ mà dạy lịch sử Việt Nam thì nó lại nhiều khi đó là khi mà nó chiếu các cái phim hình ảnh của nước Mỹ mà quân Mỹ mà bị Việt Cộng đánh, Cộng sản đánh, thì nó bảo thế là nhiều sinh viên của trường, sinh viên Việt Nam hết mà, toàn là trường Mỹ tại Việt Nam, cũng khóc, cũng rất là cảm động, xúc động với những người lính Mỹ mà coi như họ đang kêu mang cho những người Việt Nam mà tại sao mà lại bị Cộng sản đánh, cái coi như bị thương rồi chết, rất tội, đại khái. Cho nên chúng ta thấy là nó nguy hiểm vô cùng. Không biết nó có trùng hợp với cái chuyện mà Bộ Giáo dục là tôi bác cái chuyện học sử hay không, mà lại để cho Mỹ dạy sử hoặc là phương Tây vào đây dạy sử, thì tôi thấy nó vô lý quá. Văn hóa của Việt Nam thì để người Việt Nam người ta biết hơn ai hết. Mỹ làm gì có văn hóa, tôi nói là văn hóa Anh, văn hóa Pháp có, Mỹ là không có dân tộc nha, chỉ có là văn hóa còn thì dân tộc còn. Mỹ là một đất nước nó có thể nói, tôi xin lỗi, là không có văn hóa, tôi nói thẳng luôn. Bởi vì sao, nó không có dân tộc Mỹ, nó chỉ có người Mỹ thôi. Cái dân tộc nó, ví dụ như dân tộc như của ta thì hàng ngàn năm trước, Mỹ là mới là toàn lắp ghép gọi là Âu với lại Phi này ra ra người Mỹ thôi, chứ không có cái gì đâu. Dân đen, dân đỏ, nó hợp Trung Quốc đỏ đỏ kia, nó đủ thứ có loại người, chứ không gọi là người Mỹ, chứ không ai dân tộc Mỹ. Nên những người Việt Nam mà qua đấy thì không thể gọi là dân tộc Mỹ được, nó là người Mỹ rõ ràng luôn. Thế thì những cái người mà đi qua từ năm 75, 80, 90 gì đấy là toàn là người Mỹ cả, quốc tịch Mỹ cả đấy, nhưng mà nó là không phải là người, dân tộc Mỹ. Mà không có dân tộc thì làm gì có văn hóa, mà không có văn hóa thì tại sao lại qua Việt Nam mà dạy văn hóa đấy, mà lại dạy văn hóa của người Việt Nam nữa, thì chúng ta thấy nó lố bịch. Bạn nào chưa xem, các bạn xem lại cái tập này, tôi không nhớ là tập mấy. Vậy thôi, rất cảm ơn các bạn đã theo dõi, xin chào và hẹn gặp lại, bye bye.